Thưa quý vị, dẫn độ trùm tình báo Al-Senussi về Libya, tin từ Tripoli. Mauritania đã dẫn độ cựu giám đốc tình báo Abdullah Al-Senussi qua Libya trong sáng nay. Ông Senussi là một trong những người đáng sợ nhất trong chế độ Muammar Gaddafi, đã bị bắt ở Mauritania trong tháng 3 và đã tạo sự tranh chấp đòi dẫn độ giữa Pháp, Libya và Tòa án Hình sự Quốc tế. Một phát ngôn viên của Tòa án Hình sự Quốc tế hay ICC muốn dẫn độ ông Senussi qua Hague xét xử các tội chống nhân loại, giết người, đàn áp dân chúng, nói rằng ICC không nhận được thông báo nào cho biết Mauritania đã dẫn độ ông Senussi. Một nguồn tin từ chính phủ Mauritania nói rằng ông Senussi được dẫn độ qua Libya với nhiều điều kiện bảo đảm, nhưng không cho biết bảo đảm như thế nào. Một phái đoàn cao cấp Libya đã qua Mauritania trong ngày thứ ba, nhưng không thể biết việc dẫn độ ông Senussi có quyết định của tòa án hay không. Ở Tripoli, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng ông ta không thể xác định tin ông Senussi đã được dẫn độ, nhưng ông ta hoan nghênh tin tức này. Ông Senussi bị bắt trong tháng 3, trong lúc mang thông hành giả đi chuyến bay từ Morocco tới phi trường thủ đô Nouakchott. Chính quyền Mauritania đầu tiên muốn đưa ông Senussi ra tòa xét xử tội vào nước bất hợp pháp. Theo cáo trạng của ICC, ông Senussi đã dùng vị trí giám đốc tình báo để chỉ huy các cuộc tấn công những người chống ông Gaddafi, đã giết hàng ngàn dân quân trước khi chế độ bị lật đổ trong tháng 8 năm ngoái. Pháp muốn dẫn độ ông Senussi để xét xử tội liên hệ đánh bom phi cơ trên bầu trời Niger vào năm 1989, làm 54 người chết. Ông Senussi cũng liên hệ trong vụ đánh bom chiếc phi cơ Pan Am trên bầu trời thị trấn Lockerbie của Tô Cách La vào năm 1988, làm 270 người chết. Con trai ông Gaddafi là Saif al-Islam sẽ ra tòa ở Tripoli trong tháng này và sẽ là nhân vật cao cấp nhất của chế độ cũ bị xét xử. Những nhà lãnh đạo mới ở Libya muốn xét xử những người trong gia đình và những người trung thành của ông Gaddafi trong nước. Nhưng các tổ chức nhân quyền cho rằng chính phủ trung ương hiện giờ là một chính phủ yếu đuối. Libya còn thiếu pháp luật, cho nên việc phán xử sẽ không hợp tiêu chuẩn quốc tế.